Vậy giờ con kêu vú được không? Ừ, tao đẻ mày mà lượt mà. Trời ơi, thôi đi con. Mà giờ năm con chết mày á, con còn trời. Lâu không? Ờ, 20 năm nữa đó. Ê, ngô Phật. Trời, không có ai lo. Hai cái đừng để ba ngồi. Ủa, lên mô Phật. Cho là sẵn xong rồi bắt đầu. Mấy chị mày, mày đừng nói ung chừng để ta ra khỏi cửa chứ.